Rợn người với cảnh tượng mắt rắn cực độc khiến ai xem cũng tá hỏa. Ôi trời ơi! Mới đây một đoạn clip đã chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho dân tình ai xem cũng sợ hãi. Theo đó, trong đoạn video là hình ảnh hai vợ chồng đang bắt từng con rắn bỏ vào bao để mang đi cân. Điều đáng nói là người đàn ông chỉ bắt chúng bằng tay không mà không mang dụng cụ bảo hộ nào. Được biết, loài rắn này có tên là rắn cạp nông, là một loài rắn có lượng độc tố rất cao. Nếu lỡ sơ suất không cẩn thận thì rất có thể sẽ được phát một bé đang xuất khỏi trái đất. Đoạn clip sau khi đăng tải đã có nhiều người chia sẻ, rắn này làm nó đau hoặc làm nó giật mình thì nó mới cắn. Một số bình luận được dân tình để lại: ôi trời, tôi xem mà xỉu ngang xỉu dọc, sao mà gan dữ. Rắn này cắn nhẹ hều nhưng được một cái là nặng người khiêng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.